Theo kế hoạch, ngày mai 28 tháng 5 sẽ diễn ra lễ khai mạc phiên chợ vải lai chín sớm của tỉnh tại khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang. Theo thông báo của ban tổ chức, hiện đã có 43 đơn vị đăng ký tham gia trưng bày sản phẩm tại phiên chợ. Theo đó, huyện Phù Cừ có 21 gian hàng, chủ yếu là các gian hàng vải lai chín sớm. 9 trên 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đều có gian hàng tham gia. Thông qua phiên chợ sẽ tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản của tỉnh niên vụ 2022, tạo cơ hội cho thương nhân, các cơ sở sản xuất chế biến nông sản, trang trại, nhà vườn kết nối giao thương, học tập trao đổi kinh nghiệm, quảng bá thương hiệu sản phẩm, phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, nông sản chế biến của tỉnh.